Hi, xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ bên Vita Perfume nước hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để cùng các bạn unbox một cái chai nước hoa mà mình mới mua thời gian gần đây. Và chai nước hoa này có thể được gọi là chai nước hoa đắt tiền nhất trong bộ sưu tập nước hoa hiện giờ của mình. Đó là một tác phẩm đến từ nhà Rosa Dot, Rosa Perfume, chai Rosa Amber. Ta-da. Ok, thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn mở cái chai nước hoa này ra, mình quan sát một cái siêu phẩm từ lâu đã rất là nổi tiếng trong giới nước hoa và mình sẽ cùng đánh giá mùi hương của nó như thế nào ha. Mình hy vọng là sau này mình sẽ có thể tạm dừng cuộc chơi nước hoa khi mà mình đã mua được đủ like chẳng hạn nước hoa của nhà Rosa đúng không? Thì mình sẽ tâm sự là một chút với các bạn ha. Khi mà mình mới bước chân vào mình chơi nước hoa và mình sưu tầm nước hoa thì là Rosa rất là nổi tiếng và giống như là một cái thương hiệu mà mọi người chơi nước hoa đều hướng tới. Mình không biết các bạn như thế nào nhưng mà có rất là nhiều người họ nói rằng là ok, anh sẽ kết thúc cuộc chơi nước hoa khi mà anh sưu tập đủ like của nước hoa Rosa. Nhiêu đó là đủ nói, đủ để nói lên đó là giá trị của mỗi chai nước hoa Rosa rất là đắt đỏ và chất lượng mùi hương của nó cũng cực kỳ tương xứng, khiến cho là sau khi đã thử nghiệm rất nhiều các loại nước hoa, mọi người sẽ quyết định là end cuộc chơi nước hoa với họ bằng thương hiệu rất là xa xỉ này ha. Ok, hồi xưa mình khi mà nước hoa Rosa chưa có phổ biến ở Việt Nam á thì lúc đó là cái chai nước hoa Amber Wood đã rất là nổi tiếng của Rosa rồi. Đây giống như là một cái gọi là một cái combo trầm hương và hoa hồng độc nhất vô nhị và nó luôn nằm trong top những chai nước hoa đáng sở hữu nhất của Rosa. Mình sẽ bắt đầu với những cái chai đáng sở hữu nhất ha. Tuy là nó hơi đắt chút ha. Chọn chai nước hoa này 20 triệu. Gần 20 triệu. Căng thẳng quá. Đáng lẽ là mình sẽ mua chai Enigma đầu tiên cơ. Nhưng mà thật sự là chai Enigma mình có bản Cologne rồi. Và mình vẫn chưa có sao ta, xuống tiền ha. Mình chưa có nghĩ là bản thân mình là chưa có lấy hết tâm huyết để xuống tiền để mua một cái chai nước hoa khoảng 20 triệu và nó là chai Enigma. So vào đó thì mình thích chai Amber Wood này hơn rất là nhiều. Bởi vì cái chai Amber Wood này có thể nói là nó là một cái combo trầm hương và hoa hồng xuất sắc nhất ha. Nó là một cái combo trầm hương và hoa hồng xuất sắc nhất. Mọi người có coi video review á thì mọi người cũng biết cái gu của mình như thế nào rồi. Và nước hoa mà làm theo cái combo mà trầm hương và hoa hồng mình có rất là nhiều. Từ nước hoa nam, nước hoa nữ, nước hoa unisex, nước hoa designer đến cái nhà nick ha. Mình rất là yêu thích cái combo trầm hương và hoa hồng Trung Đông. Tuy nhiên á là mình nói với các bạn trong một cái video trước rồi, Rosa họ nổi tiếng bởi vì họ sử dụng những cái nguyên liệu mà tốt nhất và đắt đỏ nhất để làm nước hoa ha. Họ pha trộn một cách rất là chuyên nghiệp những cái thành phần tốt nhất và cao cấp nhất. Cộng vào đó những cái chai nước hoa của Rosa nó có thiết kế rất là xa hoa và nó thật là đẹp tuyệt vời luôn ha. Chai nước hoa của Rosa cầm trên tay mình có cảm giác giống như là mình cầm một cái câu chuyện cổ tích vậy ha. Còn cái chai Amber Wood này á, nó gần như là một cái huyền thoại trong giới nước hoa khi mà làm combo hoa hồng và trầm hương. Cha-da, mở ra. Wow. Hơi fail chút. Đây. Mình để mình zoom cái điện thoại lại để các bạn nhìn cái chai nước hoa này nó kỹ hơn ha. Cha-da, mình sẽ lấy chai nước hoa này ra khỏi hộp. Đây. Thì mình lui nó ra để mình nhìn cho các bạn nhìn thấy cái chai Amber Wood này rất là rõ ha. Cái chai Amber Wood mà mình đang sở hữu trên tay, nó là bản Crystal. Cái bản Crystal này á, nó làm cho cái chút, cái nước, cái màu nước á, nó là màu trắng. Bởi vì cái chai Amber Wood mà original á, thì cái chút của nó gần như là màu nâu sậm. Và cái màu nước đó thì khi mà bạn xịt lên cái áo màu trắng á, thì nó rất là dễ bị lem màu. Do đó là Rosa họ đã ra cái bản này bằng cách mà họ loại bỏ những cái pha thành phần mà tạo màu của nước hoa á, thì nó sẽ tạo ra cái chai Amber Wood bản Crystal này ha. Đây là một cái chai nước hoa mà mình đánh giá là làm thỏa mãn đến cùng những người sưu tầm nước hoa xa xỉ. Mọi người sẽ cùng quan sát cái nắp một tí nha. Đây là cái nắp đá ha. Những cái nắp đá Swarovski rất là
sắc sảo và rất là đẹp của rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Phải không ta? Ok, 14 cái nắp đá pha lê ha. Lên cái chai nước hoa rosa Amber Oud. Mơ ước ha, nay mới được cầm trên tay. Wow, cái vòi xịt phun sương của nó, wow, thơm quá. Trời ơi, thơm quá, thơm quá, thơm quá. Đây là một cái combo hoa hồng và trầm hương, làm rất là ngọt ha, rất là nịnh mũi và rất là mượt mà. Mọi người đều biết rồi, Amber ở đây là hổ phách. Tuy cái tên của nó là gồm có trầm hương và hổ phách, nhưng mà chủ điểm cái mùi hương này, nó là cái combo hoa hồng và trầm hương. Khi mà mình mới xịt ra thì mình thấy một chút cái nốt citrus của cam bergamot, rồi sau khi mà cái mùi hương này bám tỏa rất là khủng nha các bạn. Nên vậy nên là khi mà nó dry down tầm khoảng từ 20 đến 30 phút sau thì các bạn sẽ thấy rồi là cái combo hoa hồng ha, hoa hồng và trầm hương nó nổi lên rất là rõ. Nó có thêm một số chút các loại hoa nữa, ví dụ như là hoa ylang-ylang và hoa nhài. Đây là một cái accord mùi tạo cho mình một cái cảm giác vô cùng quyền lực và sang trọng. Khi mà cái mùi hương nó kết thúc trên da mình thì các bạn sẽ ngửi thấy là nó là một cái combo của ambergris, là long diên hương với lại xạ hương ha. Những cái combo, những cái nguyên liệu để tạo nên cái mùi hương này nó vô cùng xuất sắc và nó có thể là quý hiếm bậc nhất thế giới mùi hương rồi. Wow. Để dễ hình dung ha, mình có thể nói một cách sơ sơ, nó là một cái phiên bản luxury hơn, nó là một cái phiên bản sang trọng hơn của chai Satimut bản Attract ha. Nhưng cái nốt amber trong đây á, nó khiến cho mình cảm thấy là cái mùi hương này nó hơi khác Satimut nhiều lắm. Nó khác Satimut nhiều lắm. Nó làm cho mình cái cảm giác đây là đúng là cái mùi hương quyền lực và sang trọng. Có thể là có thể là mình bị cái mức giá ha, cái mức giá của cái chai nước hoa này á, nó làm cho mình cảm thấy là mình ca ngợi cái mùi hương này quá nhiều. Nhưng mà trước khi sở hữu cái chai Amber Oud này trên tay á, thì mình đã ngưỡng mộ cái mùi hương này từ rất là lâu rồi ha các bạn ha. Cùng với Enigma và Elysium thì đây là ba chai nước hoa mà đáng sở hữu nhất của Rosa. Và trong ba chai nước hoa đó thì mình sẽ chọn chai Amber Oud này đầu tiên nha các bạn. Đây là một cái mùi hương mà ngửi vô cùng sang trọng luôn. Và sánh vai với nó hiện giờ thì rất là khó tìm được một cái mùi hương nào mà sánh vai được cùng với cái chai Amber Oud này. Nếu mà bạn là nhóm khách hàng tiềm năng của những cái sản phẩm luxury như vậy thì mình nghĩ rằng các bạn không nên bỏ qua cái mùi hương này nha. Đây là một cái mùi hương thật sự rất là xuất sắc, đi kèm với lại cái thiết kế rất là đẳng cấp và đến từ một cái thương hiệu xa xỉ, thì mình nghĩ rằng là cái mùi hương trong đây nó đủ sức là chinh phục được tất cả mọi người. Trời ơi, mình thích nó quá. Wow. Ok, ta-da. À, có chữ ký nè. Có chữ ký ha, có chữ ký của Rosa ở đây. Đây là một cái thiết kế mà không có gì để chê cả. Nếu mà bạn yêu mến và các bạn bạn đang hướng tới một cái nhóm sản phẩm nó xứng tầm đẳng cấp của mình ha, một cái sản phẩm luxury, thì mình nghĩ rằng Amber Oud này hoàn toàn xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập của bạn ha. Và hy vọng là thời gian tiếp theo Dung sẽ có thể mua thêm nhiều chai nước hoa khác của Rosa để giới thiệu đến với các bạn. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ đón nhận những cái video sau của mình review nước hoa Rosa nha.